Em chào các bác nhé. Vừa mới sửa xong cái bo mạch này, tiện chia sẻ các bác luôn. Em nào mà có gặp cái trường hợp như này thì có thể là bỏ ra để mình thực hiện sửa. Giống như ở đây trên cái mặt ở đây ấy, là các bác sẽ thấy là cái mạch này là cái mạch rất là quen thuộc. Ở trong những cái máy phát điện Mitsubishi ấy, thì thông thường chúng ta thấy là trong những cái bộ điều khiển của các cái hãng khác ấy, là nó dùng cái nguồn 24V, đấy, nguồn 24V như này cấp thẳng cho cái bo màn hình. Cho cái bo màn hình tức là cái bo điều khiển đấy, thì nó sẽ thực hiện là đè điện, đè cấp nguồn cho bộ điều khiển để mình nhấn đè nút, thì nó sẽ nó sẽ sử dụng cái nguồn ở bên trong luôn. Tuy nhiên là cái thằng Mitsu này ấy, là nó sẽ trang bị cho một cái mạch nguồn ở bên ngoài. Cái mạch nguồn này có tác dụng là nó sẽ biến đổi từ 24V sang 24V, biến đổi từ 24 sang 24V. Đấy, các bạn nghe thấy là nó rất là buồn cười đúng không ạ? Thì ở đây đầu vào của nó là 24V như thế này, nhưng mà đầu ra của nó thì nó sẽ có cái đường cộng trừ 15V ở đây, thì cộng với trừ này là nó sẽ ra được 20 20, thực ra là nó ra khoảng 12 chấm mấy vôn thôi chứ nó ghi 15V là không có đúng nhé. Để mình sẽ đo cho các bác xem. Thì tác dụng của nó là nó sẽ ổn ổn định điện áp, ổn định điện áp và khi nào khi chúng ta thực hiện đè máy. Đè máy thì có phải là cái nguồn của điện áp nó tụt xuống đúng không? Một số cái máy mà là mạch nguồn không tốt ấy, thì là cái hệ thống dờ le á, nó sẽ bị nhả ra, cái dờ le nó nhả ra. Thế thì để khắc phục cái hiện tượng này ấy, khi đè máy điện áp của mình quy nó tụt xuống ấy, nó không còn đủ 24V nữa, thì nó sẽ dùng một cái bo mạch nguồn như này. Cái bo này là nguồn xung. Một số máy thì nó sử dụng cái nguồn bút lên nhá, nó bút lên, nhưng mà ở đây thì nó sử dụng một cái nguồn xung như này. Chúng ta cho thấy là có cái đường đầu vào là 24V, nó sử dụng cái mạch đây là cái con transistor, cái con biến áp xung nhé, biến áp xung, và nó sử dụng công nghệ PWM, tức là công nghệ băm xung đấy. Anh em làm học điện tử hoặc là kỹ thuật xung số thì sẽ biết cái phương pháp này. Nó có IC dao động ở đây, nó bóp lên tần số rất là cao, sau đó đầu ra của nó sẽ nắn thành điện một chiều và mình sẽ ra cái nguồn 5V để cấp cho vi xử lý, và hai cái nguồn ở đây là nguồn cộng trừ 24V nhé. Chúng ta sẽ có cái nguồn 24V để con đo cho các anh thấy này. Đấy, nó vào là 24V. Và đầu ra mình sẽ thấy là ra 20 26V, 29V. Đấy, 26 là 29V thì nó cấp cho nguồn dơ le và một số cái mạch so sánh. Đấy, nó cấp cho đầu vào là 20V này, đầu vào là 20V. Thì cái đầu vào của nó có thể sụt xuống mười mấy vôn nhá, thì nó cũng bút lên đủ là 24V. Cái đầu ra của nó luôn luôn đủ này. Đấy, mà mình sẽ có cái nguồn 5V ở đây. Nguồn 5V này thì cấp cho mạch điều khiển 5V rất là chính xác đúng không? Đấy, chúng ta đè máy nó có quá dòng đi chăng nữa thì nó cũng ra được. Thì đây là cái công dụng của nó. Thông thường những cái loại khác thì là mạch nó rất là bé, có Mitsubishi này nó làm rất là tởm luôn, làm to như thế này. Cái nguồn này của nó ra thì mình nghĩ là nó khoảng ra được khoảng 10 10 ampere nhá, nó ra khoảng 10 ampere đủ nuôi cho toàn bộ hệ thống dơ le cũng như là mạch nguồn. Đấy, chúng ta thấy là cái như này nó làm rất là đẹp luôn, nhìn cực kỳ đơn giản nhưng mà là rất là đẹp đấy. Đấy, ốc nhá, nó chìm hết ở trong này. Thì cái hiện tượng của nó là như thế nào ạ? Của mình thì là mình sẽ khi mà lắp vào á là cái đèn nó không lên nguồn. Mình kiểm tra cái nguồn vào 24V thì vẫn có này, đầu ra thì nó vẫn có nguồn. Tuy nhiên là nó cứ chớp 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 chớp, bộ điều khiển không thể lên được. Đấy, thì qua đã kiểm tra phát hiện ra thì là hai cái nguồn này nó bị điện áp không có đúng. Cái thì 11V, cái thì không lên. Rồi mấy cái cuộn dây này nó bị nóng nhá. Ở đây là cái cuộn dây này là cuộn dây để lọc lọc cao tần. Tín hiệu lọc cao tần ở đây. Đấy, nó bút lên tín hiệu đây là cộng trừ 12 24V. Đấy, có tải thì nó sẽ giảm một tí. Còn bên này là cái nguồn 5V nhá. Nguồn 5V rất là lớn luôn. Đây, sử dụng cái biến áp này. Thì nó nhấp nháy như thế thì qua kiểm tra thì mình thấy là toàn bộ phần công suất của nó ok hết. Sau đó mình mới phát hiện ra là mình thấy hiện dấu hiệu này. Anh em nhìn thấy cái dấu hiệu ở dưới này nó hơi bị xỉn xỉn đúng không? Mình sẽ nghi ngờ là cái con tụ này nó có vấn đề, và thực tế là mình tháo ra đây. Anh em nhìn thấy này. Mình tháo ra này, nó bị cái gì ạ, nó bị rỉ cái hóa chất ở trong cái chân này ra, và con tụ này bị khô nhá, có hai con nó bị như này đấy. Thì con này thật rất là hiếm xảy ra với lại cái linh kiện của Nhật. Tuy nhiên đây mình có hai con một cặp này, là một con này rụng cả chân luôn, để nó ra cái giống cái hóa chất giống như là cái axit ấy. Đấy, thì rất là đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần tháo con tụ này và thay, và sau đó hoạt động rất là ok, mát mát lạnh luôn, chạy rất là ngon luôn. Thực sự là sửa được những con như này rất là sướng, chạy vi vu luôn. Thì một số anh em mà không biết cái này, chúng ta phải bỏ rất là lãng phí, cực kỳ lãng phí với cái bộ điều khiển của Nhật, vì cái mạch ở bên ngoài này mình đâu có đâu, nó sử dụng những cái chân như này.
Đấy, chúng ta bỏ cái này đi cực kỳ phí lên bộ điều khiển để chúng ta mà mua nhầm mập nhập mới về mấy chục triệu luôn. Đấy, chỉ đơn giản là hai con tụ như thế này. Đấy, nên là trước khi anh em vứt cái gì đi ấy, thì anh em nên kiểm tra nó nhé. Người ta sẽ kiểm tra nó là đầu vào 24V từ bình lên này. Sau đó thì đầu ra của nó có đủ hay không. Đấy, thì trên này thì một số anh em quan sát bằng mắt ở đây thì chúng ta thấy là nó bị xỉn ở đây là do cái dung dịch ở trong cái tụ bỏ ra. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ với lại anh em một cái mẹo như thế này. Đấy, lần đầu tiên Quang cũng sửa cái này nhé. Thực ra là sửa cũng rất là nhiều những cái khác nhau. Tuy nhiên thì con Mitsu thì lần tiên nó gặp cái bệnh như thế này. Trường hợp mà nó hỏng luôn cái này thì mình làm thế nào? Trường hợp hỏng luôn cái này á thì mình sẽ có thể hướng dẫn anh em cách chế một cái mạch tương tự như thế này được nha. Bóp luôn, bút luôn. Đấy, nó sẽ cộng nguồn cộng trừ 15V thì mình có tạo ra một cái nguồn cộng trừ y chang là 15V như thế. Sau đó thì mình sẽ sử dụng một cái nguồn bút bút lên cái nguồn như thế này, tương tự như này nhá. Tuy nhiên thì nếu mà ta sửa được cái như này thì quá là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là ok, chạy này không phải suy nghĩ gì hết. Nhìn cái mạch của nó đã sướng rồi. Con này là con máy cũ ấy. Này là cũ luôn mà nó như thế này. Mình mang về thì nó vẫn chạy bình thường nhưng mà nó hơi xâm xịt. Đấy. Đấy đúng không? Người ta thấy là nó cũ như này, nó rất là sáng. Mới keng luôn. Như là mới sản xuất luôn. Ở đây mình lấy một cái mạch sạc ra ngoài, mình lấy cái nguồn cấp thử vào nó. Nhưng mà cái mạch này thì nó có 5 A, nó chả đủ nguồn cho cái này chạy. Chính vì thế mà mình phải lấy hai cái bình ắc quy như này. Ok, hôm nay chia sẻ cái video này để hướng dẫn anh em trước khi mà hỏng một cái bộ điều khiển mà không lên nhá. Chúng ta cần kiểm tra kỹ chứ, nó nhiều khi sửa cực kỳ đơn giản nhưng mà lại mình thay đi bỏ phí thì lại bỏ rất là nhiều tiền nhé. Ok, xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.